Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn mưa lớn ở Bắc Trung Bộ dự báo là sẽ kéo dài sang đến ngày mai. Trong khi đó, tại một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do lũ gây ra. Từ đêm qua cho đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, kéo dài, gây ngập lụt tại nhiều khu vực dân cư. Đến sáng nay, toàn huyện Nông Cống có 2 xã đang bị ngập lụt nặng, trong đó có xã Tượng Sơn với hơn 700 nhân khẩu bị cô lập do ngập lụt ngầm tràn. Tại tỉnh Quảng Nam, 2.000 mét khối đất đá đổ xuống, lấp toàn bộ mặt đường DH3, tuyến đường độc đạo từ huyện Nam Trà My đi các thôn vùng sâu vùng xa của xã Trà Cang. Chính quyền đang cân nhắc phương án để khơi thông ách tắc, sớm đưa hàng hóa đến với hàng trăm hộ dân đã bị cô lập trong 3 ngày qua. Huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An có gần 5.000 hộ dân đang bị ngập lụt, nhiều chuyến hàng cứu trợ đã được vận chuyển đến tay bà con. Sự cố vỡ đê tại huyện Hưng Nguyên cũng đã được khắc phục xong. Mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, 1 người mất tích, hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 34.000 con gia súc gia cầm bị chết, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị hư hại. Theo tiểu thương tại một số chợ ở thành phố Hồ Chí Minh thì sau mưa bão, nhiều loại rau xanh bị ngập úng khiến sản lượng sụt giảm, cộng thêm vận chuyển khó khăn nên giá có tăng so với cả trước đây. Các tiểu thương ở chợ Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do hụt hàng khiến giá nhiều loại rau bán ra tại chợ hiện tăng trên dưới 10 đến 15% so với vài ngày trước đó. Mấy bữa nay thì mưa gió thì mặt hàng có cái hạ, có cái lên. Như bầu bí thì bữa nay thì nó lên 1 ký từ 2.000 tới 3.000 đồng. Lên là lý do mưa nó bị hư, ngập nước á, nước ngập nó bị hư. Đó. Còn mà mấy hàng củ quả thì nó không có hư á, nó không bị ngập nước hư thì nó bình thường. Bớt lại ví dụ như là bây giờ hồi xưa là người ta mua 10.000, bây giờ người ta thấy mắc quá, người ta ăn ít lại, là ăn 5.000 thôi, vậy đó. Ảnh hưởng của bão, thời tiết mưa gió dẫn đến đầu vào tăng, khiến các tiểu thương phải tăng giá. Điều này làm cho sức mua giảm, lượng khách từ đó cũng ít hơn so với trước. Cô đi siêu thị thường xuyên, một tuần hoặc 10 ngày cô đi một lần, lâu lâu mua trái bí hay là mua cái gì thôi. Sau mỗi mùa mưa bão, không riêng người nông dân mà các tiểu thương, người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Theo chúng tôi ghi nhận tại chợ truyền thống và siêu thị, lượng khách thưa thớt hơn hẳn so với những ngày qua.